nhất, kinh tế nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như ở chương trình kỳ trước, Ngọc Hương đã thông tin cho toàn thể quý vị khán giả, đó là trong chương trình lần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, chuyên viên tham vấn nhi khoa Bệnh viện Nhi Đồng 1, sẽ thông tin với tất cả chúng ta về nội dung sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc dùng để hạ sốt như Panadol, Bamin, Bamindol, Deconzin, Deconan, Deconzen, Deconzen 4 đều có chung một hoạt chất chính là paracetamol. Nhiều người do không biết điều này, uống kết hợp kiểu như Bamin thì hạ sốt, giảm đau, Deconzen thì chữa cúm cũng rất là nguy hiểm. Bệnh nhân có thể bị ngộ độc do uống nhiều loại thuốc có cùng hoạt chất paracetamol mà không biết. Con bạn ho, khổ sở, tội nghiệp, ho, ảnh hưởng đến công việc, làm người khác khó chịu, đã có Lavenca, bổ phổi, tiêu đờm, trị viêm họng, viêm phế quản, làm hết ho cảm, ho khan, ho đờm, ho dai dẳng. Lavenca, thuốc ho cho cả nhà. Bạn bị viêm gan B, men gan cao, chứng bụng, ăn không tiêu. Bạn bị nóng trong người, táo bón, dị ứng, ban ngứa, nổi mề đay, mụn nhọt, rôm sẩy. Đã có Lacani, thanh nhiệt, tăng cường giải độc, chống viêm, hạ men gan, trị viêm gan, mãn tính, suy gan, chứng bụng, chán ăn, làm hết dị ứng, ban ngứa, mề đay, mụn nhọt, rôm sẩy. Lacani, sản phẩm của Nhất Nhất. Quý vị và các bạn thân mến, sốt là một triệu chứng của một bệnh nào đó. Và khi chưa biết được nguyên nhân của bệnh thì sốt giúp cho chúng ta theo dõi việc điều trị hiệu quả. Nhưng mà đối với trẻ em thì có nên sử dụng thuốc hạ sốt hay không? Và trong trường hợp nào thì không sử dụng thuốc hạ sốt? Và tất cả những vấn đề này sẽ được Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ tư vấn với tất cả chúng ta. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Ngọc Hương. Xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ Đinh Thạc, đối với trẻ em thì có nên sử dụng thuốc hạ sốt hay không? Và trong trường hợp nào thì chúng ta sử dụng thuốc hạ sốt ạ? Theo sinh lý học thì sốt là một hiện tượng có lợi cho cơ thể chúng ta. Khi sốt thì thân nhiệt của cơ thể chúng ta tăng lên, sức đề kháng cũng tăng theo, do đó sẽ làm tiêu diệt bớt những cái tác nhân gây bệnh đang gây hại cho cơ thể chúng ta. Đối với trẻ em thì sốt là một trong những dấu hiệu hoặc là triệu chứng rất là thường gặp, vì cơ thể của trẻ rất dễ bị nhiễm những cái mầm bệnh bên ngoài. Tuy nhiên, một số trường hợp sau đây chúng ta cần phải sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Trường hợp thứ nhất là trẻ sốt cao, nhiệt độ đo được từ 38,5 độ C trở lên. Trường hợp thứ hai là trẻ đang sốt cao, có dấu hiệu dọa co giật, thì chúng ta cần phải sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ. Trường hợp thứ ba, khi mà trẻ bị sốt cao như vậy làm cho cơ thể trẻ rất là mệt mỏi, khó chịu, trẻ sẽ bị quấy khóc, rất là lừ nhừ, đặc biệt là có thể làm cho trẻ bỏ ăn hoặc bỏ bú. Đó là những trường hợp chúng ta cần phải cho trẻ uống thuốc hạ sốt. Khi sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ em thì các bậc phụ huynh cần phải lưu ý những điều nào ạ? Chúng ta cần phải chú ý những điều quan trọng sau đây. Trước hết là chỉ sử dụng thuốc hạ sốt khi thân nhiệt của trẻ từ 38,5 độ C thì chúng ta mới sử dụng thuốc hạ sốt. Và điều đầu tiên. Cái điều thứ nhất là cái liều dùng cơ bản để hạ sốt cho trẻ sẽ dựa vào chủ yếu là cân nặng thực tế của trẻ. Thì cái liều cơ bản là từ 10 đến 15mg trên kg cân nặng. Liều dùng như vậy sẽ khác nhau từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ. Chúng ta cần lưu ý là chúng ta sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều lượng, đúng chỉ định và đúng cái thời gian. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Đinh Thạc. Và Ngọc Hương tin là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị phụ huynh đã biết cách là trong trường hợp nào thì dùng thuốc hạ sốt cho trẻ và trong những trường hợp nào thì không nên sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ. Chúc quý vị sẽ chăm sóc đứa con yêu quý của mình một cách tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình Sức Khỏe Mỗi Ngày. Kính thưa quý vị khán giả, đối với trẻ nhỏ khi bị sốt cao thường kèm lạnh run và đôi khi gây ra co giật. Điều này làm cho phụ huynh chúng ta rất là lo lắng. Để giúp phụ huynh chúng ta có một cách hạ sốt nhanh nhất đối với trẻ em thì chúng ta nên sử dụng phương pháp lau mát bằng nước ấm. Phương pháp là rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng nước ấm là được. Chúng ta sẽ lau mát cho trẻ bằng 5 cái khăn nhúng vào trong nước ấm và đắp vào những cái vị trí quan trọng, đó là hai hố nách, hai bên háng và đắp trên trán của trẻ. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể tắm trẻ bằng nước ấm để cho nhiệt độ của trẻ hạ nhanh hơn. Quý vị và các bạn thân mến, khi trẻ bị sốt thì hầu hết các bậc phụ huynh rất là lo lắng. Và khi mà lo lắng nhiều như vậy, chúng ta lại thường bỏ qua một công đoạn rất là quan trọng, đó là việc cặp thân nhiệt cho trẻ. Và nếu có cặp thân nhiệt cho trẻ thì đa phần cũng không đúng cách. Điều này rất là quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho trẻ. Và nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày ngày mai quý vị nhé.
Và đến đây thì Ngọc Hương phải nói lời chào tạm biệt quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn công ty Nhất Nhất đã tài trợ cho chương trình. Và muốn theo dõi lại chương trình, quý vị hãy truy cập vào trang web www.vietvin.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.